Chiều 25 tháng 11 năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức có thông cáo báo chí về việc nghiên cứu lập quy hoạch tuyến đường sắt mới khổ tiêu chuẩn Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng tuyến đường sắt này có vị trí rất quan trọng trong việc hình thành mạng lưới vận tải đường sắt ở phía Bắc sông Hồng, vì tuyến đường sắt chạy theo hành lang Đông Tây, nối liền vùng Tây Bắc với vùng đồng bằng và cảng biển Hải Phòng, một trong những cảng lớn của Việt Nam. Tuyến đường sắt này dài 392 km, được quy hoạch đi qua 8 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng, kết thúc tại cảng Lạch Huyện, Hải Phòng. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 100.000 tỷ đồng, chưa kể chi phí giải phóng mặt bằng. Riêng chi phí nghiên cứu lập quy hoạch do chính phủ Trung Quốc tài trợ. Đây là tuyến đường được đánh giá là quan trọng, mang lại lợi ích kinh tế cho khu vực Tây Nam của Trung Quốc và Tây Bắc của Việt Nam. Trung Quốc coi đây là phần quan trọng trong tuyến đường xuyên Á, kết nối Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai của Việt Nam với Côn Minh, Thành Đô, Lan Châu của Trung Quốc và đi tới châu Âu. Theo đánh giá của tiến sĩ Nguyễn Quang A, người sáng lập viện IDS, một viện nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập đầu tiên thành hình ở Việt Nam, nhưng đã bị giải thể dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho rằng Việt Nam chỉ nên làm con đường này khi có thừa tiền. Nhưng tình hình Việt Nam hiện nay không cho phép làm, vì còn nhiều dự án cấp thiết khác đang thiếu vốn đầu tư. Nếu tiếp tục làm dự án thì những người đề xuất phê duyệt không còn là người Việt Nam nữa, mà đã trở thành người Trung Quốc, vì mục đích lợi ích chủ yếu là do Trung Quốc. Ông phân tích. Thực ra là cái kế hoạch này chỉ cần nhìn vào bản đồ và nhìn vào cái đường đi của nó, thì thực sự tức là nó là để đi từ Côn Minh ra cảng Hải Phòng. Cái tuyến đường này là để nhằm mục đích khai thác vùng Côn Minh của Trung Quốc. Chứ còn từ Lào Cai của Việt Nam rồi các thứ này khai ra Hải Phòng thì cái tuyến đường sắt thì nó không có nhiều ý nghĩa gì về kinh tế cả. Tức là nó hoàn toàn là vì lợi ích mở cửa cái vùng miền Tây của Trung Quốc. Đấy là một cái điều rất là rõ ràng. Và nó nằm trong cái kế hoạch vành đai và con đường của Trung Quốc. Sáng kiến vành đai và con đường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một sáng kiến thương mại, một chiến lược kết nối kinh tế khổng lồ, thúc đẩy sự hợp tác giữa các nước, các khu vực, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn cả văn hóa, xã hội. Sáng kiến này đã gây ra nhiều tranh cãi ở nhiều nước phương Tây, nhất là Mỹ. Nhiều nước coi đây là một phương tiện để Trung Quốc gây ảnh hưởng ở nước ngoài, cũng như đặt gánh nặng lên các nước với khoản nợ không bền vững qua các dự án thiếu minh bạch. Cho tới thời điểm này, phía Bắc Việt Nam đã có 9 tuyến cao tốc vận hành kết nối Hà Nội và hơn 10 tỉnh phía Bắc, trong đó có một số tuyến đang lỗ do lưu lượng xe còn ít so với thiết kế, đó là Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Lào Cai, Hạ Long, Vân Đồn, Pháp Vân, Cầu Giẽ, Ninh Bình, Láng, Hòa Lạc, Hải Phòng, Hạ Long và Hà Nội, Hải Phòng. Nhà báo Đỗ Cao Cường, người trực tiếp sử dụng một số tuyến đường sắt này, nêu ý kiến của mình. Thì là theo em thì cái dự án này nó nằm trong cái kế hoạch vành đai con đường của Trung Quốc thôi. Bởi vì là thực tế là đã có những cái đường sắt ở Lào Cai về Hà Nội mà em đi thì vắng tanh, thậm chí là cả một cái toa tàu đấy là có một mình em. Với cái mức khách mà em ước tính thì chắc chắn là lỗ còn gấp rất nhiều lần so với cái dự án mà Cát Linh Hà Đông. Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông dài khoảng 13 km, ban đầu dự kiến thực hiện từ năm 2008 và hoàn thành vào tháng 11 năm 2013. Nhưng sau đó dự án được lùi lại đến năm 2010 mới khởi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm 2014. Tuy vậy đến nay, sau khoảng 10 lần chậm tiến độ thực hiện, dự án này vẫn chưa thể đi vào vận hành. Đây là một trong các dự án có vốn vay Trung Quốc do nhà thầu Trung Quốc xây dựng tai tiếng nhất tại Việt Nam. Theo thiết kế, tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng có đoạn kết nối đường sắt Hà Khẩu, Trung Quốc với Lào Cai, Việt Nam dài 5,6 km. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho hay, ông không rõ tuyến đường sắt này có được thiết kế trong vành đai con đường hay không, nhưng ông nhận thấy nó rất phù hợp với tư vấn đầu tư của Trung Quốc, tức là đầu tư vào kết cấu hạ tầng để rồi mở rộng ảnh hưởng kinh tế của mình. Theo ông,
Điều quan trọng khi đệ trình một dự án thì lợi nhuận về mặt kinh tế là một yếu tố quan trọng không thể coi nhẹ. Ông đánh giá về dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Cái đường sắt đó là một vấn đề tranh cãi về mặt kinh tế. Đường sắt đó thì rất có lợi cho tỉnh Vân Nam. Có thể là vận chuyển từ Vân Nam sang cảng Hải Phòng và xuất khẩu, tránh là đi đến 1.600 km sang đến cảng ở bên Quảng Đông. Cái ý tưởng để mở con đường này là một cái điều rất thuận lợi. Vấn đề đối với Việt Nam là cái con đường này thì không có hàng hóa và hành khách gì lớn của Việt Nam cả. Bởi vì là các tỉnh ở phía Bắc của Việt Nam thì kinh tế đang còn chậm phát triển, còn về hành khách thì cũng không có nhiều. Vì vậy cho nên là cái hiệu quả kinh tế đối với Việt Nam là một vấn đề cần phải được bàn cãi và được phân tích kỹ. Riêng Việt Nam, trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 25 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ sự ủng hộ của Việt Nam đối với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Tuy nhiên, cho tới lúc này, Việt Nam vẫn chưa chính thức tham gia sáng kiến vành đai con đường. Với những dự án mà các chuyên gia, các nhà quan sát cho là nằm trong kế hoạch của Trung Quốc gắn với sáng kiến vành đai và con đường, với những bẫy nợ treo lơ lửng trên đầu với điệp khúc chậm tiến độ, đội vốn, lỗ, Việt Nam cần phải làm gì? Cụ thể là với dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A nêu ý kiến. Tôi nghĩ cái đấy là trong thẩm quyền quyết định của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Nếu mà các nhà lãnh đạo Việt Nam mà tỉnh ngộ thì phải dùng vốn đầu tư vào những cái dự án nào mà thực sự mang lợi ích lại thì cho người Việt Nam và nó chống hoàn vốn ở Việt Nam. Và trong những cái dự án như thế thì có vô số các cái dự án cần thiết như vậy và Việt Nam bây giờ đang thiếu vốn để làm. Thì không có một cái lý do gì mà lại dại dột đi làm cái dự án đấy cho Trung Quốc mà để gánh nợ vào cho mình. Cũng cùng quan điểm, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh lên tiếng với RFA. Trong tình hình hiện nay với tình ngân sách khó khăn và với cái hiệu quả kinh tế chưa được rõ ràng thì tôi đề nghị là chưa nên là thực hiện cái dự án này và nên có những các cuộc thảo luận và xem xét kỹ những các ý kiến phản biện. Chiều 25 tháng 11 năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải thông tin với báo chí trong nước về việc nghiên cứu quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Theo đó, năm 2015, trên cơ sở kết quả các cuộc gặp cấp cao giữa hai nước, Chính phủ Trung Quốc đã cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá hơn 32 tỷ đồng để Việt Nam khảo sát, lập quy hoạch tuyến đường sắt này. Kết quả nghiên cứu sẽ được Cục Đường sắt Việt Nam xem xét, tiếp thu trong quá trình lập quy hoạch mạng lưới đường sắt giai đoạn đến năm 2030, định hướng 2050 để trình Thủ tướng phê duyệt theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải trong công văn cũng khẳng định đây là dự án có vốn đầu tư lớn nên sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua về chủ trương đầu tư. Tại cuộc họp thường trực chính phủ về các dự án giao thông vận tải hôm 12 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải cần phân công trách nhiệm rõ ràng hơn, giao công việc có thời hạn rõ hơn, tìm ra nguyên nhân chậm trễ dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông để khắc phục. Đồng thời, Bộ trưởng Giao thông Vận tải phải chịu trách nhiệm báo cáo Thủ tướng trước ngày 30 tháng 9 về tiến độ chạy thử và đưa vào sử dụng dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, tuyệt đối không để tình trạng chậm trễ kéo dài gây mất lòng tin trong dân. Đến ngày 17 tháng 9, trong văn bản Bộ Giao thông Vận tải gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về thời gian tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đi vào hoạt động, Bộ cho biết đã yêu cầu tổng thầu cam kết mốc thời gian cụ thể đưa dự án vào vận hành khai thác thương mại, làm cơ sở để Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với các bên liên quan như Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu nhà nước v.v. để nghiệm thu bàn giao dự án. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông là một dự án được kỳ vọng. Thế nhưng sau 11 năm được phê duyệt, 8 năm thi công và sau 10 lần lùi tiến độ, đến giờ dự án vẫn y ạch. Với nhiều lần thất hứa về thời gian vận hành như vậy, liệu biện pháp cứng rắn lần này của Bộ Giao thông Vận tải đối với tổng thầu Trung Quốc có buộc được họ thực hiện hay không?
trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 18 tháng 9 năm 2019 từ Sài Gòn liên quan vấn đề này. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Luật gia Việt Nam đưa ra nhận định. Và cái cam kết về đường sắt các lĩnh vực hàng Hà Đông đó, thì Bộ Giao thông Vận tải đó, thì cũng đã có gửi đến Quốc hội. Và trong văn bản này, Bộ Giao thông cũng cho biết là yêu cầu tổng thầu đó, là cam kết cái mốc thời gian để đưa vào vận hành khai thác thương mại, làm cơ sở để Bộ Giao thông báo cáo Thủ tướng chấp thuận và phối hợp với các bên liên quan, ví dụ như Ủy ban Hà Nội rồi Hội đồng thu nhà nước để nghiệm thu bàn giao dự án. Thì tôi thấy rằng đó là cái đó là một cái cách mà để mà Trung Quốc làm ăn thôi. Còn cái phía Việt Nam thì vốn không có căn cứ mà thực lực của mình nó phụ thuộc vào tổng thầu với người Trung Quốc. Cái điều này để mà tôi thấy rằng để nó giúp được chấn ngang dư luận, còn cái thực tế biện pháp gì thì một tổng thầu Trung Quốc họ phải đứng tiến độ và đưa cái dự án vận hành khai thác hay không. Và muốn ép cái tổng thầu thì phải có cơ sở và phải căn cứ vào hợp đồng, và những cái điều khoản hợp đồng nó không rõ ràng thì lấy gì mà ép họ được. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, khi ký hợp đồng phải minh bạch, chặt chẽ và quan trọng người duyệt hợp đồng phải bàn đến nơi đến chốn. Chẳng hạn theo ông, nếu không quy định xử phạt thì tổng thầu Trung Quốc có quyền từ chối. Cứ đổ qua đổ lại thì cuối cùng công việc sẽ bị trì trệ. Ông nói tiếp. Trừ khi có bên thứ ba đứng ra đổ vốn vào giúp cho cái việc này thì dĩ nhiên là kèm theo phải có điều kiện. Yeah. Cho nên tôi thấy rằng đó là mấu chốt là các cái đơn vị làm ăn kinh tế đó, nếu mà thấy tổng hại thì ác họ phải cố gắng sửa. Có điều là cái dự án các liên Hà Đông tổng thầu nó không có nỗ lực là làm chậm tiến độ, nó không tổng hại đến họ và thậm chí còn có lợi cho họ, cho nên phải căn cứ vào cái hợp đồng. Yeah. Cho nên nó phải thấy là cái mốc thời gian cái này là do phía Việt Nam chúng ta đó là không có một cái giám sát, rồi đó là trở lại cái việc Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tổng thầu cam kết cái mốc thời gian trong cái đường sắt này và cái vận hành khai thác đó, thì tôi thấy đây chỉ là một cách nói thôi. Cho nên nếu mà cái cơ sở để thực hiện cái này thì cũng rất là khó. Liệu chính phủ Việt Nam có thực hiện bài toán đánh đổi, nghĩa là bỏ thêm vốn của bên thứ ba nếu cần, nhằm giúp dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông sớm hoàn thành, lấy lại lòng tin của người dân? Tiến sĩ Lê Lăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, khi trả lời Đài cho Tự Do từ Hà Nội hôm 18 tháng 9, không ủng hộ phương án này. Cá nhân tôi thì thấy không ủng hộ một cái phương án như vậy. Bởi vì đây là hợp đồng giữa phía chủ đầu tư là phía Việt Nam và phía Trung Quốc. Thế thì hai bên cần phải có cái giải pháp để giải quyết với nhau, chứ không nên lại là để rót vốn thêm từ một bên thứ ba rồi thì lại trong cái khi mà cái hợp đồng cũng như việc thực hiện đang có nhiều vấn đề thì thêm một bên thứ ba vào nữa, tôi e rằng là nó lại càng rắc rối hơn. Khi trả lời Đài cho Tự Do từ Hà Nội hôm 18 tháng 9, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh thuộc Học viện Tài chính Việt Nam cũng không đồng tình có bên thứ ba đầu tư thêm vốn vào, vì theo ông, dự án Cát Linh Hà Đông về cơ bản đã hoàn thành, không cần thêm nhiều vốn. Vấn đề còn lại thuộc phạm trù khác. Không, nó có mấy cái vấn đề thế này. Thực ra thì cái dự án Cát Linh Hà Đông á, về cơ bản là hoàn thành rồi. Nó chỉ còn 1% thôi. Và 1% này á, thì nó là một cái mà nó rất quan trọng nhưng mà nó cũng rất nghiêm trọng. Đó là cái gọi là quy trình về an toàn chạy tàu. Thế thì bây giờ rõ ràng là nếu mà ví dụ như cho một cái bên thứ ba đổ vốn vào thì có cần đâu vốn đâu em. Cái điều thứ hai là nếu nói đến cái quy trình an toàn chạy tàu á, thì đây lại là một cái vấn đề nó rất là nghiêm trọng. Nó nghiêm trọng ở cái chỗ là nếu như không có cái quy trình an toàn chạy tàu đó thì ai dám chạy. Thế cho nên là phía Việt Nam ấy sẽ cùng với lại Đại sứ quán Trung Quốc phải có một cái thống nhất với nhau để từ đó có cái quy trình an toàn chạy tàu để mà có thể thông tuyến, bởi vì từ trước đến nay đã có chạy thử có tải không tải rồi. Yeah. Đó, đối với cái dự án này rồi, vấn đề quan trọng nhất là cái quy trình để từ đó đảm bảo rằng là tôi thực hiện đúng cái quy trình đó thì nó sẽ an toàn. Tuy nhiên, tiến sĩ Lê Đăng Doanh lại cho rằng chưa cần sự can thiệp giữa hai chính phủ, mà trước mắt phải có sự nỗ lực trên cơ sở hợp đồng giữa hai bên. Đặc biệt phải có sự cam kết phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và nhiệm vụ mà hai bên đã ký. Ông nhắc lại,
dự án này đã đội vốn lên rất nhiều và kéo dài quá lâu, trở thành điều tai tiếng trong công luận của Việt Nam. Do đó, vì lợi ích của hai bên, phía Việt Nam và phía Trung Quốc phải sớm kết thúc dự án này một cách có hiệu quả. Ban đầu, dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông dài khoảng 13 km, dự kiến thực hiện từ năm 2008 và hoàn thành vào tháng 11 năm 2013. Nhưng sau đó, dự án được lùi lại đến năm 2010 mới khởi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2014. Tuy vậy, đến nay, sau khoảng 10 lần chậm tiến độ thực hiện, dự án này vẫn chưa thể đi vào vận hành. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án là 419 triệu đô la Mỹ. Sau khi điều chỉnh phải tăng thêm 250 triệu đô la, nhưng vào năm 2011 đã đội vốn thành 552 triệu đô la và đến năm 2019 đã thành 886 triệu đô la. Theo tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, nếu cuối cùng không giải quyết được thì phía Việt Nam phải tổ chức giám định, có ban giám định, có thể mời chuyên gia quốc tế tham gia để xác định tính an toàn, độ an toàn chạy tàu trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, ông nói tiếp. Thì rõ ràng là nó sẽ phát sinh những cái vấn đề về mặt kinh phí cũng như là thế này thế kia, và thậm chí là có thể liên quan đến các cái vấn đề mà có thể phía Việt Nam phải kiện nhà thầu, tổng thầu phía Trung Quốc ra các cái tòa án quốc tế để từ đó thứ nhất là đòi cái an toàn, thứ hai là để mà đòi cái chi phí về cái hội đồng thẩm định an toàn chạy tàu. Rõ ràng là cái đó, nếu mà ví dụ như phía Bộ Giao thông Việt Nam rồi chủ đầu tư mà có thể thống nhất được với đại sứ quán Trung Quốc cũng như tổng thầu Trung Quốc thì cái này là nó sẽ tốt nhất, đúng không ạ? Yeah. Còn nếu không thì phía Việt Nam phải cuối cùng phải kiện đi chứ, chả lẽ làm xong để không ạ? Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng nếu bây giờ mà khởi kiện tổng thầu Trung Quốc thì phải căn cứ theo hợp đồng. Mà hợp đồng của phía Việt Nam và Trung Quốc bản chất là một hợp đồng thương mại, trách nhiệm chính là do nhà thầu. Mặc dù hợp đồng không rõ ràng, tuy nhiên theo luật sư Hậu, Việt Nam cứ nên khởi kiện. Thì tôi thấy rằng bây giờ là mình cứ khởi kiện thôi, có thể là chọn tạm tài hoặc tòa án. Mình xử lý cái này từ một cái dự án được kỳ vọng, nhưng mà sau 11 năm phê duyệt, 8 năm thi công, mà tiến độ nó là đây là một cái do cái đầu tư cộng 10 lần lùi tiến độ, đội vốn hơn 40%. Do đó thì tôi thấy rằng đó là câu hỏi đặt ra đây là thật kỹ cư ở đâu, tại sao các dạng cái thẩm quyền mình lại bất lực cái là chây đứa của cái nhà thầu Trung Quốc. Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết, pháp luật hiện hành có hai cách để giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại. Nếu hòa giải và thương lượng không thành, thì có tố tụng tòa án hoặc tố tụng trọng tài. Nếu Bộ Giao thông Vận tải tự tin vấn đề chậm trễ này là do nhà thầu, thì tại sao không khởi kiện để bảo vệ quyền của mình? Ông nói tiếp, trong hội nhập toàn cầu, chủ quyền chính của mỗi quốc gia thể hiện qua pháp luật mỗi nước, mà luật không nghiêm thì sẽ tổn hại chủ quyền quốc gia của Việt Nam.